Chào mọi người nha. Hôm nay shop mới về dòng điện thoại LG Velvet. Cấu hình của con này thì khá là mạnh, RAM nó tới 8GB và bộ nhớ của nó là 128GB, được trang bị với con chip cũng là gọi là siêu mạnh đó, gọi là Snapdragon chip gọng đó anh em. Con này thì chơi game phải nói là cực kỳ chiến nha. Đó anh em thấy đó, thì màn hình nó khá là trắng sáng. Và dòng này giá nó như máy trên tay của mình đây chỉ với 3.790.000 là anh em đã sở hữu được một dòng điện thoại cũng được gọi là gaming đấy, nó cũng gọi là chơi game rất là tốt. Đây, với mức giá mà 3.790.000 thì anh em sở hữu con này thì quá là hời luôn đấy, chơi game tốt, xem phim các thứ, lướt web cũng rất là tốt, và đặc biệt là pin trong nha anh em.